Xin chào 500 anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của Alpha Computer. Mới các bạn sinh viên muốn đi mua một mẫu laptop thì thường phải chú ý những vấn đề gì? Mức giá đúng không? Đầu tiên thì không phải tiền đâu. Các bạn sinh viên thì hoặc là các bạn mới ra trường thì có mức giá đầu tư cho các mẫu laptop thì thường không quá cao, chỉ khoảng loanh quanh 20 triệu hoặc là dưới 20 triệu thôi. Thì với cái mức giá khoảng 20 triệu đồng thì đương nhiên sẽ có rất nhiều các lựa chọn. Thì một là lựa chọn các mẫu laptop gaming có cấu hình cao, hai là lựa chọn các mẫu laptop như mẫu HP ở đây thì với các bạn sinh viên, ví dụ như mình chẳng hạn thì nhu cầu của mình tương đối cao và cần một cấu hình vừa ổn này hoặc là các cổng kết nối đa dạng thì chúng mình sẽ tìm hiểu xem mẫu laptop này có đủ đáp ứng được với các nhu cầu của các bạn sinh viên hay các bạn văn phòng không nhé. Thì trước khi đi vào các phần sâu thì mình sẽ nói qua về phần thiết kế. Thì đây là một mẫu laptop của HP trong tầm giá chỉ khoảng loanh quanh 20 triệu thôi. Và đây là một thiết kế gần như là full kim loại với cân nặng cũng tương đối là ấn tượng. À thực dạng không ấn tượng lắm, chỉ khoảng 2 cân thôi. Và độ mỏng thì ổn để mang đi mang lại nhiều chỗ. Và cũng có một chút sự nào đó sang chảnh với logo HP ở đây. Đây là logo HP bình thường thôi, còn các mẫu laptop HP đắt tiền thì chữ HP sẽ là cách điệu hơn rất là nhiều. Có một điều mình hơi phân vân về mẫu laptop này đó chính là phần chất liệu. Thì chắc chắn rồi, mặt lưng sẽ làm bằng kim loại, cùng với đó là phần khung bàn phím ở đây cũng làm bằng kim loại và vô cùng chắc chắn. Điểm làm mình phân vân đó chính là phần mặt D, tức là mặt đáy máy. Mình không biết đây là nhựa hay kim loại, bởi vì HP làm quá tốt, mình sờ vào hay là phần màu sắc ấy thực sự là rất tốt. Cùng với đó là các góc này, các góc vát, mặc dù là bằng kim loại thôi nhưng mà HP đã chăm chút rất nhiều các phần này khi đã được bo tròn tương đối là nhiều và trông mẫu laptop trở nên mềm mại hơn. Đặc biệt đó là phần G để mở được máy lên. Đó, các bạn thấy ở đây này, cũng được mài nhẵn luôn, sờ rất là mịn. Và phần bản lề được đặt ở giữa, bản lề được đặt ở giữa như này thì sẽ giúp máy được trở nên chắc chắn hơn. Phần khung máy đây sẽ không bị kiểu bản lề đặt hai bên này này, sẽ có kiểu rung ở giữa. Nhiều anh em sẽ không thích vấn đề này. Tuy nhiên với bản lề ở giữa thì đã khắc phục các tất cả các vấn đề mình vừa kể trên. Thì mình sẽ nói nhanh tất cả các phần như này để tránh video quá dài. Thì đây là phần màn hình với viền hai bên mỏng, còn phần trên dưới thì thấy qua video đúng không? Nó tương đối dày thì mình mong HP sẽ khắc phục vấn đề này trong các phiên bản tiếp theo. Thì đây là một màn hình 14 inch với độ phân giải Full HD, tấm nền IPS cho góc nhìn tương đối là tốt. Còn có một điểm trừ đó là phần độ sáng thì không cao. Với các môi trường ánh sáng phức tạp như này thì sẽ vẫn dùng được thôi. Còn nếu mà mang ra ngoài trời thì hơi khó đấy. Mà gần như cũng chẳng có ai mang máy tính ra giữa trời nắng ngồi cả. Tiếp theo đó là phần bàn phím. Thì phím có khoảng cách khá là tốt, phím một độ này. Tuy nhiên cảm giác bấm lại không được ấn tượng cho lắm. Mình cũng không biết là do cảm giác cá nhân của mình hay là như nào. Thì anh em nào đã mua rồi thì để lại ý kiến cho mình để mình được biết nhé. Phần trackpad thì hơi bé, thực sự là hơi bé so với các mẫu laptop. Tuy nhiên thì cảm giác gì tương đối tốt, khả năng tracking tuyệt vời và việc xung quanh cũng được cắt CNC tương đối là đẹp. Để tiếp tục chuyên mục thì đây sẽ là phần nhiều anh em quan tâm nhất, đó chính là phần hiệu năng cũng như là phần nhiệt độ. Thì máy được trang bị con chip Core 7-8565U với 4x8 luồng, 8GB RAM, 1TB HDD và không có SSD. Mình thấy hơi lạ một chút, thì một cấu hình gọi là vừa đủ cho các nhu cầu làm việc văn phòng, 8GB RAM cơ mà, và các vấn đề về giải trí nhẹ nhàng. Tuy nhiên lại không được trang bị SSD. Thì đây là một option tương đối lạ khi anh em có thể bỏ thêm khoảng 1-2 triệu để mua thêm một bộ có sẵn SSD. Tuy nhiên nếu anh em có SSD rồi thì mua sản phẩm này và lắp thêm sẽ là một sự lựa chọn cũng tương đối là ấn tượng đấy. Về phần nhiệt độ, mình sẽ nói trước luôn, anh em sẽ không thể đặt quá nhiều kỳ vọng vào mẫu laptop này do cái thị trường mà mẫu laptop này hướng đến không phải là thị trường gaming mà đây cũng chỉ là chip U thôi. Và khi mình stress test trong thời gian dài thì xung nhịp máy sẽ trải dài từ 2.5 đến 2.9, thì đa số khoảng thời gian sẽ dừng lại ở mức giữa là 2.7 và nhiệt độ sẽ tương đối là thấp với chỉ khoảng trên 60 độ thôi. Tuy nhiên nếu như anh em làm việc trong thời gian ngắn hạn chẳng hạn thì máy hoàn toàn có thể đẩy được 4 nhân lên đến 4.4 GHz và khi đấy thì đương nhiên rồi, xung nhịp cao thì nhiệt độ cũng lớn. Thì nhiệt độ sẽ rơi vào khoảng độ hơn 80 độ C thì hình ảnh anh em có thể nhìn thấy trên màn hình đây rồi. Như mục tiêu ban đầu đề ra đó chính là phần cổng kết nối. Thì mình sẽ lấy luôn, mình làm ví dụ, mình sẽ giả vờ là một bạn làm việc văn phòng hoặc là một bạn sinh viên chẳng hạn. Thì ở bên cạnh trái sẽ có một khe thẻ SD. Thì cái khe thẻ này được nhiều anh em như chụp ảnh rất là ưa chuộng, và một khe USB Type A. Còn đa số cổng kết nối khác sẽ là bên cạnh phải, với một cổng USB Type-C, một cổng mạng LAN RJ45 được làm theo dạng ngàm đấy để tiết kiệm không gian, một cổng HDMI, hai cổng USB nữa và một jack audio combo. Thì với nhu cầu sử dụng thông thường của mình sẽ như thế nào?
Mình ấy thì mình không thích sử dụng trackpad cho lắm. Đây mình sẽ sử dụng một con chuột thì sẽ tốn đi một cổng USB đúng không? Thì còn hai cổng nữa thì mình hay làm việc media, thì điều đấy yêu cầu rất là nhiều về phần lưu trữ, thì mình sẽ sử dụng thêm một ổ cứng gắn ngoài và thêm một cổng nữa rồi đúng không? Và cuối cùng phần bàn phím, mình đã nói ngay đầu là mình không ấn tượng với bàn phím này nên mình sẽ sử dụng một bàn phím ngoài. Đó chính là một mẫu bàn phím mình đang có ở đây. Đó, hết 3 cổng rồi. Thì đây sẽ là một nhu cầu đủ cho với những bạn như là sinh viên như mình. Còn nếu anh em muốn mở rộng hơn thì có thể sử dụng các cổng chuyển từ USB Type-C ra nhiều cổng USB nữa. Và mình mang về nhà, mình sử dụng một màn hình rời thì có một cổng HDMI nữa, coi như là đủ cho các nhu cầu thông thường. Thế đấy là các nhu cầu thông thường của mình. Còn nhu cầu các bạn có thể là cao hơn thì có thể lựa chọn cân nhắc không sử dụng bàn phím ngoài nữa, sử dụng luôn cái mẫu bàn phím này. Do cảm giác bấm thì với mình thôi thì là mình không thích, còn với anh em thích thì sao? Thế nếu mà muốn giải trí thông thường thì sao? Ví dụ như chơi các tựa game như là hoặc là FIFA chẳng hạn, thì mẫu laptop này có thể đáp ứng được. Tuy nhiên chỉ đáp ứng ở mức chơi để trải nghiệm các tựa game thôi, chứ còn để try hard thì nó sẽ không là phù hợp đâu. Còn với các tựa game offline thì mình không khuyến khích lắm. Thật ra chơi thì vẫn chơi được thôi nếu anh em biết setting, nhưng sẽ là không khuyến khích. Và không lại mua về bảo bật chơi game không chơi được thì trách ai? Ok, vậy thì tổng kết lại, anh em thấy sao về mẫu laptop này? Đừng quên để lại ý kiến một comment video. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở các video sau. Thế ngoài mẫu laptop đến từ HP như này, anh em còn muốn làm một mẫu laptop cho các bạn sinh viên nữa không? Muốn mẫu laptop nào? Đừng quên để lại ý kiến một comment nhé.